chào khán giả của Xem Gì Hôm Nay. Các bạn thân mến, hầu hết chúng ta khi đi học ở trường đều đã từng ăn quà cho căng tin, hay là với những trường nào không có căng tin thì học sinh sẽ thường phải chạy ra ngoài cổng trường để mua đồ ăn. Có thể là bánh mì, kem hay là ô mai. Thông thường chúng ta ăn ở trường đều là những bữa phụ, nhưng với nhiều nước trên thế giới, họ sẽ ăn cả bữa chính ở trường nếu mà học liền 2 buổi. Bạn có tò mò muốn biết xem các bạn học sinh trên thế giới hay ăn gì khi mà ở trường học không? Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những bữa ăn của học sinh các trường trên thế giới, họ thường ăn những món gì ở trường học nhé các bạn. Na Uy, không hề có một hệ thống căng tin trường học nào trên cả nước nên học sinh phải tự đem đồ ăn để ăn trưa. Thường sẽ là bánh sandwich, trứng và thịt nguội. Hầu hết các trường đều muốn giảm chi phí của sữa, sữa chua và hoa quả. Nếu bạn không đem đồ ăn trưa thì có thể bị đói bụng cả ngày, trừ khi bạn học cùng lớp chia sẻ đồ ăn với bạn. Đây là vấn đề được bàn luận rất nhiều nên mọi người đề nghị mở hệ thống căng tin cho các trường học. Thời gian ăn trưa chỉ có 30 phút và học sinh sẽ ăn trưa trong lớp khi mà giáo viên sẽ đọc các đoạn văn của một cuốn sách được yêu thích. Thật là một ý tưởng hay đúng không nào? Nhật Bản. Các bữa trưa ở Nhật thường là các món ăn tự nấu ở nhà. Hầu hết các trường học đều sẽ nhận thức ăn từ các nông trại trong khu vực. Và thường thì sẽ không phải là đồ ăn đông lạnh mà là đồ tươi. Bữa trưa kéo dài 45 phút và họ thường dạy học sinh cách giao tiếp và các khái niệm cơ bản về chất dinh dưỡng hợp lý. 99% học sinh tiểu học và 83% học sinh cấp 2 đều dùng bữa trưa ở trường. Bữa ăn gồm có sữa, cơm cá, salad dưa chuột, canh đậu phụ rau và hoa quả. Hàn Quốc. Thông qua các đánh giá thì hệ thống ăn uống ở trường học ở Hàn Quốc được cho là đứng trong top đầu thế giới. Thực đơn gồm có súp và cơm, các loại salad, hải sản, rau củ và hoa quả. Món ăn ưa chuộng là kim chi với cơm nắm rắc hạt mè và sốt mật ong, súp khoai tây bí đỏ, bánh kép hành, mực tiêu và salad dưa chuột cà rốt. Một vài học sinh tăng cân khi mà phải ăn mỡ cá, nhưng dù sao thì nó cũng rất ngon đúng không nào? Anh. Người Anh thường khá chú ý đến bữa ăn trong trường học và sẽ thường ăn chay một vài bữa trong tuần như là đậu nướng, bánh mì tỏi với salad và nhiều món khác. Thực đơn khá đa dạng và hầu hết món tráng miệng đều giảm 70% đường. Một bữa trưa thường sẽ là mì ống, đậu, bông cải xanh, lát bánh mì và hoa quả. Một thực đơn khác đó chính là rau củ cay, bánh quy, kem trứng và chuối. Loại quả vô cùng quen thuộc với tất cả mọi người. Brazil được biết đến với ẩm thực châu Phi và Bồ Đào Nha. Trong nhà bếp thường sẽ có một vài loại đậu, gạo, thịt hầm và các loại thảo mộc và gà. Ngoài ra còn có những món ăn được chế biến sẵn khá quen thuộc như là khoai tây lát, bánh gối, thịt chiên. Và chứng béo phì của trẻ nhỏ thì đang ngày càng gia tăng. Vì vậy mà chính phủ trong nước đã khuyên cáo không nên uống các loại nước giải khát, ăn bánh ngọt, bánh quy, giảm các bữa ăn phụ cũng như là giảm lượng muối và đường trong bữa ăn của trẻ nhỏ. Các nhà bếp trong trường sử dụng đồ ăn, sản phẩm một cách tiết kiệm. Vỏ củ quả và ngọn rau cũng sẽ được sử dụng cho bữa ăn. Đây là một cách tốt nhất để chống lại bệnh béo phì. Pháp. Được đài báo BBC đề cập thì đất nước nổi tiếng với các món ăn này đang phải chú ý hơn về các bữa ăn trưa trong trường học. Các trường học ở Pháp thường phục vụ lượng thực đơn của người lớn cho học sinh. Họ tin rằng phải giúp học sinh làm quen càng sớm càng tốt. Thưởng thức món ăn vào giữa ngày sẽ giúp học sinh hiểu được về phong tục, hương vị và các chất dinh dưỡng của thức ăn. Ví dụ về một thực đơn trong trường gồm có nho, gà bỏ lò với đậu xanh, phô mai, bánh pudding để tráng miệng và quýt. Một thực đơn khác trong ngày gồm có dưa chuột thảo mộc với tỏi, bánh gà và khoai tây, ớt ngọt với dầu ô liu hoặc là rau bina. Ngoài ra còn có sữa chua và táo. Kèm theo trong các bữa ăn là nước lọc và ngoài ra không có máy bán hàng tự động trong trường. Bữa trưa thường kéo dài 2 tiếng nên học sinh có thể về nhà ăn trưa thoải mái. Phần Lan. Ở đây các bữa trưa ở trường hoàn toàn miễn phí, thường là các bữa ăn lành mạnh và cân bằng. Một bữa trưa cụ thể gồm có thịt viên khoai tây, salad, muesli. Hầu hết ở các vùng ở địa phương, thực đơn hàng tuần của trường học sẽ được thông báo ở trên báo địa phương nên phụ huynh có thể biết được các con sẽ ăn gì. Ngoài ra, chính quyền địa phương còn công khai các thực đơn trên các trang web. Và như vậy thì bạn có thể biết rằng, mai học sinh sẽ được ăn cá sốt chanh. Thái Lan.
Hầu hết các học sinh và nhân viên ở trong trường đều ăn trưa tại trường. Thường sẽ có một quầy mì mở cả ngày. Quầy ăn sáng thường sẽ có trứng tráng, thịt xông khói và một vài loại bánh sandwich. Quầy ăn vặt thì thường có hoa quả, bánh sandwich, pizza và kem. Trong hai phòng ăn tối sẽ có súp gà curry, lợn hầm sốt hàu, mì nướng kiểu Ý với salad và những món chay. Nghe có vẻ cũng hấp dẫn đúng không nào? Đức. Giống Na Uy, không phải tất cả những trường học ở Đức đều có căng tin và học sinh phải đem đồ ăn từ nhà đi. Thường thì thực đơn của các nhà ăn trong trường có thể có salad khoai tây, xúc xích hoặc thịt nguội. Ngoài ra còn có rau củ và hoa quả tươi cũng được đưa vào thực đơn. Các món ăn truyền thống của Đức như là cá chiên với khoai tây hoặc cơm sữa cũng khá được ưa chuộng. Hơn nữa, các học sinh có thể mua bánh, cacao và sữa chua nguyên chất. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì họ cũng chỉ muốn ăn hamburger và sô-cô-la. Thực ra cũng không quan trọng lắm bởi vì theo quan điểm của tôi, chúng ta nên hạn chế những đồ ăn nhiều năng lượng như thế này. Còn trường của các bạn thì sao? Bạn thích món ăn gì ở trường nhất? Hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại comment bên dưới nhé! Cảm ơn vì đã theo dõi! Xin chào và gặp lại! Cảm ơn các bạn khán giả đã đón xem video ngày hôm nay! Đừng quên cho mình một nút like, share video này và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh! Đừng quên nhấn vào hình quả chuông để có thể nhận những thông báo của video chúng mình vào lúc 11 giờ trưa và 18 giờ tối mỗi ngày! Đừng quên like cả fanpage trên Facebook của chúng mình là Xem Gì Hôm Nay để có thể đón nhận những thông tin thú vị nhất ở trên đó, cùng với tham gia các mini game nhận về những món quà vô cùng hấp dẫn đấy chứ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau nhé. Bye bye!